Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa sư ông, con có một câu hỏi. Bình thường con rất là thích nghe pháp của sư ông, thì trong quá trình con nghe pháp của sư ông thì đột nhiên con có việc cần phải làm, thì con sẽ tập trung làm cái việc đó. Thì trong quá trình đó thì tai của con vẫn nghe, thì tại sao con lại không ghi nhận những điều mà sư ông nói? Thì trong cái vấn đề này con muốn hỏi là vậy thì cái thức của con ở trong này á, sư ông, là nó có tồn tại hay không? Vì nếu như mà nói nó không tồn tại thì tại sao con vẫn làm việc? Và nếu mà nói nó tồn tại thì tại sao tai con lại không nghe? Dạ thì con không hiểu cái phần này, và con mong là sư ông khai thị cho con được minh bạch rõ ràng. Con xin tri ân của sư ông ạ. Thật ra là đơn giản là thế này thôi. Cái tánh biết á, là nó là cởi mở, và nó không bị dính kẹt vào đâu hết, cho nên á, nó có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hoàn toàn tự nhiên. Nhưng mà nếu mà do là bởi vì mình sử dụng cái tánh biết đó vào một cái gì thì mình quên mất cái khác, đơn giản là vậy thôi. Đó, khi mình chú ý vào một cái gì đó thì nó mất cái kia đó. Cho nên ấy, khi con chú ý vào cái việc làm thì tự nhiên không nghe nữa đó. Nhưng mà nó có cái trường hợp như thế này. Cái này là tùy theo cái độ mở của cái tâm con. Độ mở là gì? Tức là nó ít dính mắc á. Mặc dù con làm cái này nhưng mà con vẫn nghe được. Thí dụ như thường thường là ở nước ngoài đó, là người ta không có thời giờ để nghe. Vô sợ làm thì không nghe được. Về nhà thì lo cái này, việc này, việc kia không nghe được. Cho nên người ta nghe lúc lái xe. Người ta lúc lái xe thì trong lúc lái xe người ta vẫn mở nghe pháp. Nhưng mà khi mở nghe pháp á, thì họ vẫn lái xe rất tốt. Như vậy họ có thể làm được hai cái một lần. Và có thể là nếu như mà mình mà cái tâm nó càng mở rộng chừng nào đó thì họ có thể là cùng một lúc nhiều thứ được. Thầy lấy ví dụ như thế này. Thí dụ như mình dùng một cái đèn pin mà mình focus nó lại, tức là mình chỉ chiếu vào một cái chỗ nào đó để mình thấy cái gì đó thôi. Giả sử như thì mình không thấy gì cả. Mình thấy cái gì khác hết, ngoài trừ cái mà mình chiếu vào để mình thấy. Nhưng bây giờ cái đèn pin nó có nhiều chế độ. Nếu cái chế độ đó mà mình mở nó rộng ra, cái độ mà khẩu độ nó rộng ra thêm á, thì lại thấy ra nhiều thứ đó. Thậm chí là cái khẩu độ mà của một cái người hoàn toàn giác ngộ á, là cực kỳ rộng. Cho nên có thể là Đức Phật Ngài ngồi đây, Ngài có thể thấy được ở đâu đó rất xa về không gian. Và về thời gian có thể là biết quá khứ, biết tương lai rồi biết được. Đó. Tức là do cái khẩu độ của cái tâm đó nó rộng ra. Mà thường thường mình sống trong đời sống á, thì mình lại luôn là gom cái khẩu độ nó lại vào một cái mà mình, cái đối tượng mà mình nắm bắt. Nhưng mà cái trong tự nhiên chuyện đó là cũng như vậy thôi. Tức là nếu mình cần á, thì mình vẫn gom tâm lại. Cho nên mới có một cái câu này rất là hay. Câu này trong thiền tông người ta nói hay là: sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tức là khi có cái việc gì đến á, thì tâm mình khởi ra để mà ứng với cái việc đó. Nhưng mà xong rồi cái á, thì vẫn trở về không. Khi vẫn trở về không á, thì lúc đó nó mới ứng được nhiều thứ khác. Còn nếu mình kẹt vô cái đó rồi á, là hết ứng mấy cái kia. Đó. Thì có hai trường hợp như thế này. Nếu trường hợp mà khi con nghe pháp mà con lại đang suy nghĩ về một chuyện khác thì lúc đó sẽ không nghe pháp được nữa. Nhưng khi con vừa nấu ăn vừa nghe pháp được, vừa lái xe vừa nghe pháp được, bởi vì một bên là tay chân, còn một bên là cái tâm.
À, một bên là cái tâm biết, còn bên là cái tay chân. Cho nên đó, nó không có trở ngại nhau. Ở đây có nhiều người vừa nghe Pháp vừa quét dọn, vẫn quét dọn, vẫn biết quét dọn. Mà có một cái điều này, cái này nó hay ở cái chỗ là vừa nghe Pháp mà vừa quét dọn đó, thì nó lại không bị kẹt vào cái nào. Khi mình nghe Pháp mà mình quá chú ý vào nghe Pháp để mà muốn nắm bắt cái gì đó, đó là sai. Nghe khơi khơi đó là nhiều khi nó là đúng. Nghe một cách tự nhiên nó là đúng. Mà cố nghe để mà nắm bắt cái gì đó là sai. Cũng như khi mình cố quét mà phải chánh niệm tỉnh giác nó là sai. Mà là quét một cách tự nhiên chỉ là biết mình đang quét thôi lại là đúng. Đó. Cho nên á, vẫn là cái hình ảnh mà cái khẩu độ của cái đèn. Mở khẩu độ cái đèn ra rộng chừng nào thì mình thấy được nhiều chừng đó. Mà khi khẩu độ mình gom vào cái gì á thì mình chỉ thấy cái đó thôi. Đại khái là vậy. Dạ, bạch sư cho con hỏi ạ. Ở trong kinh con đọc á thì có câu là tránh xa kẻ ác gần bậc chí hiền. Nhưng cũng lại có câu là phải đọc cư thanh tịnh. Thì nếu mà đọc cư thanh tịnh thì làm sao để gần được bậc chí hiền ạ? Cái chữ cái này á là tuy là nói như vậy nhưng mà nó tùy cái trường hợp của mỗi người chứ không phải là nhất định ai cũng phải giống như ai. Cái theo thầy á, theo thầy hiểu theo cái từ mà nói là đọc cư và thanh tịnh á là dù là mình sống trong xã hội, dù là mình sống trong đoàn thể, trong tập thể, trong chúng thì mình vẫn là một người luôn độc lập. Mình vẫn là một người luôn độc lập tự do. Chứ không phải là bị lệ thuộc vào người khác hay là mình phải dựa dẫm vào người khác. Đó. Nếu mà mình sống mà mình cứ phải dựa dẫm vào người này, dựa dẫm vào người kia, dựa dẫm vào người khác á, thì mình mất đi cái tính tự chủ. Mất đi cái tính tự do. Đó. Cho nên á, cái người giác ngộ đó là cái người dù là sống trong xã hội, sống trong đoàn thể, sống trong tập thể thì họ vẫn luôn luôn là tự tại. Chữ tự tại, an nhiên tự tại có nghĩa là cái người đó nó vẫn là không bị lệ thuộc vào ai. Đại khái là vậy. Chứ không phải là tìm một cái chỗ mà yên tĩnh nào đó để mà mình ở một mình. Không phải cái như vậy. Thí dụ như bây giờ ở trong cái chùa này đông người như vậy. Nhưng mà bản thân thầy luôn luôn vẫn thấy là mình không bị lệ thuộc vào ai hết. Mặc dù vẫn lo cho mọi người, vẫn là làm tất cả mọi chuyện. Nhưng mà mình vẫn luôn là độc lập cho mình, không có bị chi phối, bị lệ thuộc, bị tức là không phải... Tức là mình vẫn luôn là an nhiên tự tại. Đó là đại khái là như vậy. Thì làm sao mà một cái người ví dụ như sống trong một gia đình có cha, mẹ, vợ, con, anh em, con cái đủ thứ. Nhưng mà mỗi người vẫn là có một cái khi người nào cũng vẫn là chánh niệm tỉnh giác á, thì luôn luôn người nào vẫn là sống với chính mình. Luôn luôn sống tròn vẹn với chính mình. Một cái người mà thực sự là sống tròn vẹn với chính mình đó, thì sự tương giao là với tất cả mọi người, tuy nhiên họ vẫn luôn là độc lập. Cho nên theo thầy nghĩ là cái độc cư ở đây có nghĩa là mình vẫn luôn luôn là an nhiên tự tại, chứ không phải là không phải độc cư là phải sống một mình. Bởi vì á, ngược lại có câu là chữ tăng tức là đoàn thể. Chữ tăng chữ sangha thực ra có nghĩa là đoàn thể thôi. Thì người ta nói là tăng ly chúng tăng tàng. Tức là nếu một
nếu một vị nào một mà sống mà lìa khỏi chúng á, tức là sống riêng một mình mà lìa khỏi chúng á, là coi như là hư hỏng. Đó. Tức là thật ra vẫn ở có mối quan hệ, vẫn có sự tương giao, nhưng mà mình vẫn độc lập thì mới được, chứ không phải là mình tách ra khỏi chúng. À, không phải là mình cũng muốn ở riêng một mình, bởi vì khi mình ở riêng mình nó sẽ tạo ra một cái bản ngã, nó tạo ra một cái phong cái kiểu cách riêng của mình, không có dạng hòa hợp với ai được nữa. À, thế nên cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên khi sống trong chúng, mặc dù nó có khi có đụng chạm những nơi này kia đó, nhưng mà nó lại là giúp cho mình nó là điều chỉnh mình tốt hơn là mình sống một mình. Đó. Còn cái mà thân cần thiền trí thức á, là bởi vì thế này, bởi vì mình thường là mình cần phải tham vấn, cần phải học hỏi, cần phải gần những cái người mà thiền trí thức đấy, tức là những người mà họ có trình độ giác ngộ. Thiền trí thức đúng nghĩa đó, tức là một người giác ngộ, chứ không phải thiền trí thức là một người đó là học giỏi, không phải vậy. Không phải thiền trí thức. Thí dụ như là một cái hồi xưa có một vị tỳ kheo thì là Đức Phật giảng cái gì là cũng giảng lại được hết và rất là hay, nhưng Đức Phật ngài luôn là chê là đó là tỳ kheo trống rỗng, đó không phải là thiền trí thức. Đó. Mà thiền trí thức là một cái người mà thấu hiểu được bản chất đời sống, thấu hiểu được bản thân mình, thì cái người đó có cái trải nghiệm thực trong đời sống, có trải nghiệm thực trong sự chứng ngộ. Cho nên những người đó là những người mà mình nên gần gũi. Ta nói là người Hoa họ có câu là dự quân nhất tịch thoại, thắng độc thập niên thư. Tức là nếu mình mà một đêm mà nói chuyện với một cái người giác ngộ đó bằng 10 năm đọc sách, không bằng 10 năm đọc sách, không bằng một lần nói chuyện với một người giác ngộ. Đó. Vì vậy cho nên là hồi xưa đó, người ta đi học đạo đó, thì là người ta cứ nghe nói có vị nào mà giác ngộ, vị nào mà như tài đức như thế nào đó, thì người ta đến để tham vấn, để học hỏi. À, rồi cứ đi học hỏi vị này, học hỏi vị kia bước đầu đó, cho đến khi mà mình đã thấy ra được cái cốt lõi của sự tu hành đó, thì lúc đó mình là không còn lệ thuộc vào ai nữa, mà mình phải tự mình đi một mình. À. Cho nên gần thiền trí thức là vậy. Còn đương nhiên là ví dụ những cái bè nhóm hay là những cái bằng tà hữu ác đảng á, tà hữu ác đảng thì mình không nên theo. Đó. Thì cái đương nhiên rồi, ngay trong xã hội cũng vậy thôi. Bây giờ nếu mà mình đi theo những cái người mà ăn chơi rồi trụy lạc rồi này kia, thì mình đâu có theo mấy người đó làm chi. Mình người nào mà có hiền đức, người nào mà có trí tuệ, lúc đó mình mới theo chứ. Thành cái đó là cũng đương nhiên thôi. Rồi, ai tiếp? Dạ thưa sư ông, con có nghe trong giáo lý là có sắc thọ tưởng hành thức, thì khi mắt thấy sắc thì sẽ có tiến trình thọ tưởng, rồi tới hành thì sẽ là cái khúc mà tạo tác. Nhưng mà trong quá trình con tự xem lại chính mình thì con thấy là ngay lập tức mà lúc mắt thấy sắc thì trong đó đã có tạo tác rồi, chứ không có chờ tới lúc hành. Thì khi mà con thực hành theo nguyên lý của sư ông dạy là khi mà con thấy tâm con buông xả trong sáng, khi mà tâm con không buông xả trong sáng bình thường thì con thấy mắt thấy sắc là con ngay lập tức là con đã có sự phân biệt là mắt của con thấy cái người khác. Nhưng mà khi tâm con buông xả trong sáng thì con lại cũng là cái người đó hoặc là cũng là cái giọng nói đó, nhưng mà con thấy xong thì xong và con nghe xong thì xong, con không có khởi lên cái gì. Có trường hợp nữa là khi mà con thấy con khởi lên cái gì mà cái biết của con nó thấy
ngay tại đó nó bắt kịp cái lúc mà con đang tạo tác thì con bị dừng lại. Thì lúc đó là con thấy cái biết nó rất kỳ diệu. Nó có thể tự điều chỉnh cho con được là con nên làm gì và con không nên làm gì. Thì qua nhiều lần mà con gặp được cái trạng thái mà con bị dừng lại đó thì con mới thấy là sư ông nói đúng, là cái thái độ trong sáng và buông xả, cái đó mới quan trọng. Còn cái trạng thái tâm của mình lúc đó như thế nào là không quan trọng, mà quan trọng là mình thấy. Thì con muốn hỏi sư ông là con thấy như vậy có đúng không hay có sai chỗ nào, sư ông chỉ dạy cho con. Thấy rất là đúng. Mình nói là sắc thọ tưởng hành thức, đó là mình nói theo một cái trình tự như vậy. Trên thực tế đó, thì bây giờ mình thấy cái gì á thì mình thấy cái đó thôi. Thí dụ bây giờ ai nói cái gì thì mình nổi sân liền thì mình thấy sân cái đã. Đó, thì sân đó là hành, tức là đôi lúc là trong sắc thọ tưởng hành thức nhưng mà mình lại thấy hành trước đó. Mà khi mình nổi sân lên cái thì mình thấy đó là tâm sân, thì đó là thức. Đó, thành ra mình thấy hành, thấy thức. Nhưng mà có khi cái khâu mà xúc thọ tượng đó, là nó lướt qua nhanh quá mình không thấy. Đó, mình không thấy. Nhưng mà khi mà nó có mấy trường hợp thế này. Trường hợp thứ nhất đó, là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe. Cho nên nó không có khởi lên cái gì cả. Thành ra Đức Phật khi mà ông Ba Hy Gia hỏi Đức Phật là A-la-hán là gì? Thì Đức Phật nói là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc, trong biết chị biết. Có nghĩa là không khởi lên gì cả. Thấy là thấy thôi, nghe là nghe thôi. Cho nên không có khởi lên cái ngũ uẩn gì cả. Đó. Tức là không có khởi lên cái phản ứng thế này, phản ứng thế kia gì hết. Cho nên tâm vẫn rộng lặng trong sáng. Cũng giống như là cái mặt nước là nó phẳng lặng như vậy. Cho dù là trời đất như thế nào thì nó vẫn là phẳng lặng. Cho nó không có khởi lên sóng gió gì hết. Chẳng hạn vậy. Thì cái tâm mình đó là nó có hai trạng thái. Một trạng thái gọi là bất sinh. Tức là tâm không sinh. Cho nên ở Nhật Bản có một vị thiền sư Ban Kê. Thì ông chỉ dạy là ông dạy như nhiều, ông nói là chỉ cần giữ tâm bất sinh thôi. Chứ ai nói gì nói tâm không sinh lên là được. Tuy nhiên á, nói thì nói vậy nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng giữ tâm bất sinh được. Thì có cái câu là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là sinh nhưng mà miệng là mình đừng có bị dính mắc, đừng có trụ thì là được. Chẳng phải là không sinh. Đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là thế này. Dù là khi sinh hay là không sinh, thì quan trọng vẫn là có thấy biết rõ hay không. Có tròn vẹn rõ biết hay không. Cái đó vẫn là cái cốt lõi chính. Không sinh thì mình thấy là không sinh. Mà sinh thì mình thấy sinh. Đó. Và sinh như thế nào? Thí dụ như có thể là nó khởi lên, nó có sinh khởi lên nhưng mà nó không có phản ứng gì cả. Cho nên nó có trong cái ngũ uẩn đó, nó có thể là có những cái giai đoạn. Thí dụ như mình có mắt, mình có tiếp xúc với sắc và mình có thấy khó chịu, tức là có thọ. Thí dụ như mà một cái ánh sáng nó sáng quá, ban đêm mình đang ngủ, đang tới mà tự nhiên có cái ánh sáng sáng quá làm con mắt mình nó chói. Thì khi con mắt nó chói là nó khó chịu, tức là có thọ. Đó. Và mình biết đó là ánh sáng, thì đó là tưởng. Nhưng mà mình không phản ứng gì cả. Tức là tâm mình vẫn biết, rõ biết vậy thôi, chứ không phản ứng gì cả. Thì là lúc đó là không có hành. Nó không có hành. Cho nên đó là nó có mấy trường hợp thế này. Trường hợp thứ nhất là khi đối tượng tiếp xúc với mắt tai mũi lưỡi thân ý nhưng mà tâm không khởi. Trường hợp thứ hai, tâm khởi
nhưng mà không có phản ứng. Trường hợp thứ ba, tâm khởi có phản ứng nhưng mình biết rất rõ, cho nên mình không bị cuốn theo cái tiến trình tâm đó. Thì như vậy là mình thấy là mình có thể là mình thường, cái người mà thường rõ biết cái tâm mình á, thì sẽ thấy lúc nào là tâm không sinh, lúc nào tâm sinh nhưng mà không bị tâm sinh nhưng mà mình vẫn là không phản ứng gì cả. Và lúc nào thì có phản ứng thì mình biết rõ là phản ứng gì, sinh diệt như thế nào. Thì vẫn được. Nếu như vậy vẫn là đúng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Dạ, kính thưa sư ông. Khi quan sát thì con thấy được cái tâm lăng xăng của mình ạ. Và cũng thấy được một cái tâm, mình thấy biết được cái sự vật hiện tượng đó. Thì con cũng thắc mắc muốn hỏi sư ông là hai cái tâm đấy nó là một hay là hai? Tức là nó là một cái hay là hai cái? Và nó có phải là chính là cái mà sóng và nước, mặt nước khi mà sư ông giảng hay bình thường hay không? Con cảm ơn sư ông nhiều. Cái tánh biết là nó vẫn là tánh biết thôi. Tánh biết là nó xuyên suốt hết tất cả. Cái tánh biết là nó xuyên suốt hết tất cả. Nhưng mà khi cái tánh biết đó nó nắm bắt đối tượng á, thì nó trở thành ra là tướng biết. Tùy theo là tướng biết đó là qua mắt thì mình gọi là nhãn thức. Qua tai tai thì mình gọi là nhĩ thức chẳng hạn, vân vân. Qua ý thì mình gọi là ý thức. Thì khi mà qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, thì lúc đó nó là trở thành đó là tướng biết rồi. Nhưng mà trong tướng biết nó vẫn là có tánh biết, cũng giống như mình khi sống nó vẫn có là vẫn có nước, chứ không phải là sống nó tách ra khỏi nước. Mà cái sống đó nó khởi lên là do một cái hiện tượng gì đó, do một cái duyên gì đó, cho nên sống nó khởi lên thôi. Nhưng mà nó khởi lên thì nó vẫn là nước, chứ không phải nó không tách rời nước được. Cũng như khi một cái tướng biết nó khởi lên thì nó cũng không tách rời cái tánh biết được. Tuy nhiên nó có sai là cái chỗ này này. Cái người mà nhận thức đó, họ lại không thấy được cái tánh biết, mà họ chỉ thấy cái tướng biết thôi. Cũng giống như một người nhìn cái mặt hồ thì chỉ thấy sóng thôi, chứ không thấy nước. Cứ thấy sóng nhấp nhô thì cứ nghĩ là cái hồ này là chỉ có sóng thôi. Nhưng mà họ cũng biết rằng là sóng chỉ là cái bề mặt vậy thôi, chứ còn nước mới là chính. Cũng như mình nhìn mọi hiện tượng trong trời đất này, sắc thân hương vị xúc pháp đủ thứ, thì mình chỉ thấy cái hiện tượng đó thôi, cho nên mình gọi là mình thấy cái tướng. Nhưng mà mình lại không thấy được cái bản chất của cái tướng đó, tức là không thấy tánh. Nhưng mà tánh với tướng vẫn là một, chứ không phải là hai. Chỉ có là do duyên này thì nó phát sinh ra thế này, nó sinh ra thế khác, cho nên mình gọi là tướng. Mà tướng thì thay đổi, có sinh diệt, nhưng mà tánh thì nó không có sinh diệt, mà nó là vẫn một thôi, chứ không phải là khác. Cũng giống như bây giờ thế này, sóng thì có sinh diệt, nhưng mà thực ra trong sóng vẫn là nước, cho nên tính nước vẫn không sinh diệt. Đó, đại khái là vậy. Dạ bạch thầy, con xin phép thưa ông một chuyện con được biết. Cũng có một sư một tăng đã quá vãng, thì thông qua đọc truyện con thấy rằng là người ấy là có một cái pháp tu sao là như lý tất ý. Vì trong quá trình tu tập là người ấy, sư ấy đã công phu hành thiện hàng 10 năm mà vẫn không có kết quả. Sao bỗng nhiên là có một cái pháp như lý tất ý thì đã có kết quả rất bất ngờ. Và sư ấy đã theo cái lộ trình đó. Và con cũng muốn thầy chia sẻ thêm, có phải là cái pháp như lý tất ý là một trong những cái pháp tu tập chánh pháp bên cạnh bát chánh đạo và tứ niệm xứ hay không ạ? Thứ hai là cũng sư ấy là cũng có khẳng định rằng là sau khi cùng với cái pháp như lý tất ý có thành tựu thành quả thì là người ấy cũng có khẳng định ra là đạt được một cái tầng gọi là đạo quả, là một trong tứ thánh quả, mà cụ thể là A-la-hán quả, đạo quả.
thì con chỉ biết đến đấy và có và con tự hỏi rằng là việc mà khẳng định mình đạt được cái thánh quả hay chánh quả đó là có hợp lý hay không, và nó có phù hợp với lại cái phương pháp của Đức Phật đã truyền dạy hay không. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba nữa là con nghe một thiền sư ở bên bên Thái Lan là Ajahn Mun, là thầy của Ajahn Chah, cũng được công nhận hoặc ghi nhận rằng là một người thiền sư đã đắc đạo quả A-la-hán. Thì chắc mong thầy chia sẻ và cho chúng con được hay thêm ạ. Con xin cảm ơn. Thực ra đó, cái trước hết là nói về cái như ly tác ý. Thực ra cái như ly tác ý đó, nó là một, nó không phải, nó có hai cái từ mà nhầm lẫn với nhau, mà do nhầm lẫn với nhau cho nên người ta dùng từ sai. Cái chữ như tác, như lý tác ý đó là yoniso manasikara. Manasikara là tác ý, manasikara là tác ý. Còn có một cái từ nữa mà người ta cũng dùng là tác ý, người ta cũng dịch là tác ý, cho nên nó cứ nhầm lẫn với nhau. Đó là cái từ chetana. Chetana đó là bây giờ mình dùng cái từ đó, ngôn từ đó, thì nó không phải là tác ý mà là tư tác, hay là tào tác, hay là cái tâm tào tác, một cái tâm sợ tào tác. Thì người ta dùng nhầm lẫn hai cái này, dùng nhầm lẫn hai cái này. Vì cái tâm sợ mà yoniso manasikara hay là ayoniso manasikara, tức là cái hướng tâm đúng trên đối tượng, đúng hướng tâm đúng trên bản chất đối tượng, hay là hướng tâm trên cái là trên cái khái niệm về đối tượng đó. Đại khái như thế này. Thí dụ bây giờ mình nhìn cái hoa này mà tâm mình không có khởi lên gì cả, mình chỉ cái tâm mình chỉ thấy cái hoa là thấy cái hoa thôi, tức là cái hướng tâm đúng trên bản chất của cái hoa. Nhưng mà khi mà mình nhìn cái hoa này á, là mình đã nhìn sai rồi. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ khác nữa, là như cái sợi dây và con rắn thì cho nó dễ. Nếu một cái người mà tâm họ rộng lặng trong sáng á, thì họ sẽ thấy khi mà trong tuệ tri đó, tức là tâm rộng lặng trong sáng á, thì họ thấy con rắn đúng cái sợi dây đúng là sợi dây. Thì như vậy gọi là như lý tác ý. Tại vì cái tâm của họ khi hướng đến đối tượng đó là nó đúng như đối tượng đó là. Nhưng mà cái tâm mình là thường lại là không nhìn đối tượng đúng như là đối tượng đó là. Mà mình nhìn theo cái hướng tâm chủ quan của mình. Thì cái như vậy gọi là không như lý tác ý. Tức là mình nhìn qua cái khái niệm hay là nhìn qua cái tư tưởng quan niệm của mình, chứ không phải là nhìn cái đối tượng với một tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Khi mà cái tâm mình rộng lặng trong sáng á, thì mình mới là hướng đến đối tượng một cách đúng đắn. Còn khi mà tâm mình mà chủ quan cái á, là hướng đến đối tượng sai. Cho nên ở đây á, cái yoniso manasikara hay là ayoniso manasikara đó chỉ có nghĩa là hướng tâm đúng đến bản chất đối tượng hay là không hướng đến đúng bản chất đối tượng. Đó thôi. Thì mình á, thường thường là mình đã có sẵn một cái khái niệm, mình có sẵn một cái khái niệm trước rồi, cho nên mình nhìn cái gì là mình cũng nhìn qua khái niệm hết. Do đó nó là cái hướng nhìn đó là nó không đúng với là cái bản chất của sự thật. Mà khi nào mà tâm mình chỉ nhìn thôi, chứ mình đừng có là cho nó là gì cả. Cho nên thầy mới nói này, bây giờ khi mà mình nhìn sự vật như nó là, tức là như lý tác ý,
Nhưng mà khi mà mình đã cho là, tượng là cho là, tức là mình đã qua khái niệm rồi. Đó. Rồi đó là mới qua khái niệm thôi. Rồi mình lại là muốn phải là, mong sẽ là, thì nó lại càng là xa nữa. Đó. Nhưng mà khi mà muốn sẽ là, mong sẽ là đó, thì lúc đó nó lại qua Chetana rồi, chứ không phải là Manasikara nữa. Mà nó qua Chetana rồi, tức là nó qua cái tư tác, hay là nó qua cái tào tác rồi. Và lúc đó cái tâm tào tác chủ quan rồi, đánh giá, phê phán này kia đủ thứ đó, là nó là đánh giá chủ quan rồi. Cho nên khi một cái người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, đúng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc đó mới là mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi nghe, chứ không có làm gì hết á, tức là cái tâm nó chỉ là phản ánh trung thực vậy thôi đó. Thì lúc đó là đang yoniso manasikara, tức là đang như lý tác ý. Còn khi mình khởi lên bất kỳ một cái gì đó, thì nó là bắt đầu là thì phi như lý tác ý. Nhưng mà trong phi như lý tác ý đó, thì nó cũng có hai cái. Tức là nó thuộc về cái khái niệm thế gian, chế định của thế gian. Nhưng mà nó cũng có cái thiền với là bất thiền. Nhưng mà cái thiền bất thiền đó là nó thuộc về thiền bất thiền thế gian thôi. Thí dụ như có cái người họ có cái khởi ý, nhưng mà cái khởi ý tốt. Đó. Thì đó, nó có hai cái. Một đó là như lý đó. Thì là thấy pháp đúng như thực tánh của nó. Còn nếu mà không như lý, bởi vì chữ lý đây tức là cái thực tánh đó. Cái thực như nó đang là đó, thì gọi là lý. Cho nên người ta gọi là ở bên Đạo Nho thì người ta có một cái câu định nghĩa rất là hay, là cùng lý ư sự vật thủy sinh chi xứ. Tức là cái cùng tột của cái lý đó, cái lý tức là cái tính chất á, cái bản chất á, thì tận cùng của bản chất của một sự vật là chính như Phật sự vật đó đang là. À, cái cùng lý ư sự vật thủy sinh chi xứ. Rồi á, rồi mình có một câu nữa là nghiêng cơ ở tâm ý sơ đồng chi thời. Tức là mình muốn biết cái tâm mình á là lúc nó chưa khởi lên hoặc là lúc nó mới khởi lên là mình đã thấy rồi. Để mình mới thấy được là lúc nào thì cái tâm nó chưa khởi lên mà lúc nào thì cái tâm khởi lên. Đó. Mà đối với sự vật cũng vậy. Nó là đúng như thực tánh chân đế hay là khái niệm khởi lên. Đó. Thì khi mà mình đã rơi vào khái niệm á, thì nó là đã phi như lý tác ý rồi. Đó. Nó có thể là trong phi linh, nó không đúng với bản chất sự thật, nhưng mà nó có thể là đối với đời đó, thì nó có thể là thiền hay bất thiền. Nhưng mà thiền với bất thiền ở đời á, thì nó là tương đối. Nhiều khi mình tưởng là thiền, nhưng mà có khi là bất thiền, trong đó không chừng, đại khái là vậy. Đó là nói về cái như lý tác ý. Như lý tác ý thì bị nhầm lẫn với tư tác. À, cho nên khi mình nói rằng là tôi phải thế này, tôi phải thế kia, thì lúc đó là không phải là như lý tác ý, mà lúc đó là tư tác của bạn ngã rồi. Đó. Cái đó mình phải xem lại cái đó cho kỹ. Mà phải quan sát ở nơi tâm mình á, thì lúc đó mình mới biết được. Còn cái thứ hai đó, bây giờ đó, thậm chí là thầy dùng cái từ là thấy ra sự thật, chứ cũng không dùng từ giác ngộ nữa, bởi vì từ giác ngộ là người ta đã hiểu theo một nghĩa gì đó rồi. Rồi từ A-la-hán là người ta đã hiểu theo một kiểu gì đó rồi. Tu Đà Hoàng là hiểu theo một kiểu gì đó rồi. Cho nên bây giờ nó đã bị đóng khung trong những định nghĩa rồi. Mà định nghĩa thì nó chỉ là định nghĩa, chứ nó không phải là sự thật. Định nghĩa chỉ là định nghĩa, chứ không phải là sự thật. Đó. Cho nên, đó, cái khi mà mình thấy ra sự thật gì, thì mình chỉ thấy sự thật
như vậy. Chứ không cần phải nói là đang là tu đạo huân tư là hàm mới a la hàm a la hán gì cả. Còn á a la hán là thế này. A la hán là một người mà khi họ đã bỏ được hết tất cả mọi cái che lấp trói buộc, không còn gì che lấp trói buộc được họ nữa, và tâm họ đã hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Cho nên một vị A-la-hán không thấy mình là gì cả. Một vị A-la-hán thật sự là vị đó không thấy mình là gì cả. Thậm chí cái vị đó, đó chỉ biết là mình không là gì cả thôi. Tức là vô ngã, tức là mình không là gì cả. Còn nếu như nói là tôi là A-la-hán thì lúc đó là bạn ngã A-la-hán rồi. Mà A-la-hán thì lại không thấy mình là gì cả. Bởi vì trước kia là mình là thế này, rồi thấy mình là thế kia, rồi xác định mình là thế nọ. Rồi mình tu, rồi mình sợ đắc này, mình sợ đắc nọ. Cho nên luôn luôn một cái người mà họ đạt được một cái gì đó, thì luôn luôn kèm theo một cái gì đó mà họ sở hữu được. Còn bây giờ một vị A-la-hán là không có, thấy tất cả chỉ là pháp vận hành thôi, chứ không có gì mình cả. Cho nên không thể xác định mình là cái gì hết á. Thì Đức Phật mới nói thôi. Đức Phật mới thấy là cái người đó không còn. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất á, khi mà Ngài chứng ngộ A-la-hán á, cái Ngài nói là bây giờ Ngài không tin tưởng vào cái gì nữa hết á. Mà Ngài cũng không cần gì nữa hết á. Thì có một vị mới nói là ông này ông tu mà bây giờ ông ngạ màng quá đi. Mới đến mới bạch Đức Phật. Đức Phật Ngài nói là ông đó mới là A-la-hán á. Tại vì bây giờ ông cần cái gì mà ông không có nương tựa cái gì mà ông cũng không là cái gì cả. Bất kỳ một người nào trên đời này á, cũng đều vẫn là cho mình là gì đó. Mình là ông sư, mình là thế này, mình là thế kia, mình là hệ mình thầy giáo, cái mình thấy mình là thầy giáo. Hệ mình là có đứa con, cái tự nhiên mình thành là ông cha. Đó, cứ vậy thôi. Tức là luôn 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 là mình là một cái gì đó. Nhưng mà A-la-hán là thấy mình không là gì cả. Thì mới là đúng là một vị A-la-hán. Con kính bạch thầy là trong quá trình tu tập của con cũng bị chướng ngại bởi những người gia đình đó, họ tu theo pháp môn họ mà họ họ anti cái pháp môn của con. Thì đại khái là ví dụ tụng kinh hành thiền thì ba cứ nói vô là tụng kinh mà trong đại khái là tụng kinh đâu có phải là hả đâu có phải là giải quyết được cái gì đâu, còn ăn chay á thì á còn làm thêm chướng ngại tại vì không có hòa hợp với bữa cơm trong gia đình nữa. Rồi nhiều cái khẩu nghiệp mà con phải chịu đựng á thì con cũng không, nhiều cái khẩu nghiệp còn ghê hơn vậy, kiểu như ngu rồi tùm lum hết rồi thì con không biết là con làm cái phương pháp nào để hóa giải khắc khẩu trong gia đình, hóa giải cái nghiệp gia đình khắc khẩu. Con hồi hướng công đức được không ạ? Bây giờ cái tu đó, cái pháp tu của Đức Phật á, thì Ngài gọi là không vô tướng, không vô tướng vô cầu hay là vô nguyện. Thế bởi vì do khi mà con tu là nó có bị hiền tướng cho nên nó là bị tướng khác nó chống lại. Thế còn nếu bây giờ con không có hiền tướng gì bên ngoài cả, con chỉ là sống sáng suốt biết mình thôi. Mà khi mà con sáng suốt biết mình á, thì con sẽ quét nhà sạch hơn, con sẽ làm cái gì cũng sẽ là thận trọng, cho nên là con làm cái việc tốt hơn thì chắc chắn gia đình sẽ khen rồi.
Nhưng mà khi mình tu mà mình có một cái hiện tướng tu như thế nào đó đó, thì nó sẽ bị một cái tướng tu khác chống lại. Thì cái đó người ta gọi là chấp pháp. Chấp pháp. Người thì chấp cái pháp tu này, người chấp pháp tu kia. Cho nên cái pháp tu mà Đức Phật Ngài dạy mà là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là không có hiện tướng bên ngoài. Vẫn sống hoàn toàn bình thường, nhưng mà mình chỉ là sáng suốt biết mình thôi, cái đó đâu có ai biết. Mình đi thì mình chỉ sáng suốt biết mình thôi, mình cũng ngồi ăn như người khác, nhưng mà mình sáng suốt biết mình thôi. Đó, mình cũng đi như người khác, mình cũng ngồi như người khác, mình cũng làm như mọi chuyện người khác. Nhưng mà mình khác cái chỗ là mình sáng suốt biết mình, mà cái đó thì người ngoài không biết được. Cho nên bây giờ mình phải tu làm sao mà nói như Chúa nói đó, là nếu mà cái tay phải mà cho ai một cái gì đó, tay phải mà làm một cái việc thiện gì đó, thì đừng có cho tay trái biết. Cái câu đó nói có nghĩa rằng là khi mình tu tập hay là khi mình làm cái gì đó, là bên ngoài không ai biết mình tu cái gì cả. Chỉ có mình biết là mình đang tu như thế nào thôi, còn bên người ngoài không biết. Nhưng mà bởi vì á, trong nhà thì người thì không thích tụng kinh, người thì thích tụng kinh này, người tụng kinh kia, thì chắc chắn là sẽ chống đối nhau. Thì cái điều này á, là để giúp cho con thấy rằng là mình càng bớt bỏ cái tướng bên ngoài bớt đi. Bớt cái tướng bên ngoài đi. Và để mình sống rất là bình thường dạng gì, nhưng mà luôn là sáng suốt rõ biết mình, luôn là điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình bên trong, thì bên ngoài là sẽ không ai biết. Nhưng mà khi con hiện tướng ra là nào là tu kiểu này, nào tu kiểu kia, thì thế nào cũng có người chống đối. Dạ, con cảm ơn sư ông. Dạ, con kính bạch sư ông ạ. Dạ, xin sư ông khai thị với con các ân đức của Pháp ạ. Sanditiko, Agaliko, Ehibasiko, Opanayiko, Bachatam, Penyunghi. Cái Pháp mà, cái này nó cực kỳ quan trọng. Mà phần lớn là người ta không hiểu cái bài kinh đó. Thật ra đó không phải là bài kinh, mà đó là một cái lời mà xác định để cho người ta thấy được là Pháp mà Như Lai thuyết là Pháp gì. Tất cả những cái Pháp gì mà Như Lai thuyết là đều có thể thấy ngay, không qua thời gian. À, và mình chỉ cần là quay lại là thấy. Cái này, Sanditiko có nghĩa là thấy ngay. Akaliko là không qua thời gian. Ehipasiko là chỉ cần quay lại là thấy. Opanayiko là ngay trên cái thực tại đó. Thì Pachatang Veditapo Vinyuhi thì mỗi người đều là thực chứng được cái điều đó. Thì có người hỏi Đức Phật liền. Nói bạch Đức Thế Tôn là cái pháp gì mà là thấy ngay mà không qua thời gian trở lại là thấy ngay trên cái thực tại đó, thì mỗi người đều có thể chứng nghiệm. Thì lúc đó đó cái người mà hỏi đó đó là đang sân. Cho nên Đức Phật Ngài nói là sân là pháp Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, Opanayiko, Pachatang Veditapo Vinyuhi. Bây giờ trước hết cái câu này nó có cái nghĩa này, nghĩa tổng quát cái đó. Cái nghĩa tổng quát của câu này đó là bất kỳ cái pháp nào mà Đức Phật nói đó là mình có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm ngay. Tức là nó hoàn toàn thực tế. Chữ Sanditiko nó cũng còn có nghĩa là thực tế. Nó hoàn toàn thực tế. Thí dụ như thế này. Thí dụ như thầy ví dụ là ngay bây giờ mình đang đi. Mình đang đi cái mình thấy một cái hố.
mình đang đi, cái mình thấy một cái hố là tự nhiên mình tránh qua để có đừng có rơi xuống cái hố đó. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là sanditiko đó. Thấy ngay mà, đâu không cần qua thời gian. Ngay đó là chỉ cần ngay đó mà thấy trên cái thực tại đó thì liền là thấy ra thôi. Nhưng mà bây giờ mình nói là tôi cố gắng tu hành để sau này đạt được Niết Bàn. Cái đó không, Phật không có dạy nghe. Tại vì Niết Bàn là cái gì mình đâu có thấy. Niết Bàn đâu có thấy đâu. Là mình chỉ tưởng tượng thôi chứ đâu có thấy. Bây giờ mình có nói là tôi sẽ tu để đắc A-la-hán, thì mình cũng biết A-la-hán là cái gì. Thì vẫn là tưởng tượng. Đó. Nhưng mà bây giờ thế này. Bây giờ mình thấy cái hố. Mình sáng suốt rõ biết cái hố, cho nên mình tránh qua một bên mình đi. Sáng suốt rõ biết tức là đạo đế. Cho nên không có bị rơi xuống hố là khổ đế. Tức là không có khổ đế, không bị khổ. Thì đó là Niết Bàn. Niết Bàn đó. Còn nếu như mình mà hấp tấp đi rớt xuống cái, thì do hấp tấp tức là tập đế, rớt xuống cho nên là khổ đế. Thì cái đó là thấy ngay thôi. Ngay đó thấy ngay luôn, thấy được Niết Bàn đó luôn. Thì Niết Bàn nó phải là một cái thực tế mà mình thấy được chứ. Chứ giờ mình nói là mình tu để tới Niết Bàn là cái gì mình đâu có biết mà tới. Tức là mình vẽ không khống một cái chỗ nào đó để mình tới là làm sao tới được. Cho nên cái điều này là một cách tổng quát để cho nói rằng là bất kỳ cái pháp nào mà mình tu đều là mình có thể thấy ngay được cả. Mình đi là có thể thấy ngay này, thở là có thể thấy ngay này, đứng là có thể thấy ngay này, ngồi là có thể thấy ngay này, phải không? Đau một cái là có thể thấy ngay này. Đó. Khổ một cái là thấy ngay, lạc một cái là thấy ngay, buồn một cái là thấy ngay, vui một cái là thấy ngay, tâm sân khởi lên là thấy ngay. Tất cả những gì mà thấy ngay đó là sao? Là tại vì nó đang hiện hữu nơi chính mình đây này. Vì nó là cái đang là. Vì Đức Phật Ngài nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Tại sao pháp hiện tại tuệ quán chính là đây? Bởi vì cái tuệ quán chỉ thấy cái mà nó cái thực đang là. Cho nên bây giờ mình là nói là tôi là tu để đạt tới Niết Bàn, tôi là tu để đạt được cái này cái kia, thì hoàn toàn là ở tương lai. Cho nên cái bài kinh đó là cái lời Phật dạy đó là để ngăn chặn ngay lập tức là đừng có tu là vì tương lai gì cả, mà tu để điều chỉnh ngay trong hiện tại này này. Đó. Thí dụ như bây giờ thầy uống nước mà hấp tấp cho nên là nước nó nóng quá trời, nước số 100 độ mà hấp tấp quá trời, uống vô một cái là phun ra liền. Chịu uống được. Là sanditiko akaliko là chức ngộ ngay tại chỗ. Chứ sao nữa, phải không? Chức ngộ ngay tại chỗ liền. Nó rất, rất thật. Mà nếu mà như vậy là mình rõ ràng là mình uống vô mà nó móng mà nóng nó phọng miệng là do tập đế khổ đế đó. Còn nếu bây giờ mình sáng suốt quan sát đàng hoàng rồi mình thấy nó đang nóng rồi thôi để xuống cái đã, khoan uống cái đã, thì đó là đạo đế diệt đế. Diệt đế là gì? Diệt đế tức là không có tạo ra khổ. Không tạo ra khổ. Mà do mình sai lầm, nhận thức và hành vi sai lầm nên mới tạo ra khổ. Còn nếu mình nhận thức hành vi đúng là không tạo ra khổ. Nhận thức và hành vi đúng là gì? Nhận thức đúng là chánh kiến, chánh tư duy. Hành vi đúng về thân là chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng. Hành vi đúng về tâm là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tức là mình đang
lúc đó là đang bát chánh đạo đó. Vì vậy cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì đối tượng phải là hoàn toàn thực tế. Đối tượng đó là thân, là hoàn toàn thực tế. Đối tượng đó là thọ, hoàn toàn thực tế. Đối tượng đó là tâm, hoàn toàn thực tế. Đối tượng đó là pháp, hoàn toàn thực tế. Còn mình nó là cứ bố thí để lên cõi trời không à. Mà cõi trời không biết nó nằm ở đâu. Cứ là bố thí để lên cõi trời. Mong sao mà bây giờ mình cúng hoa để kiếp sau mình làm hoa hậu. Chắc gì hoa hậu đã hạnh phúc. Đó là mình tưởng tượng thôi. Còn bây giờ là thực tế đó, tất cả đều là thực tế hiện tại. Tất cả cái tu của mình đều phải là thực tế hiện tại. Đó. Phải là sanditiko, phải thấy ngay. Akaliko, không có tới thời gian nào cả. Không có hứa hẹn thời gian nào cả. Mà phải trở lại với cái thực tại đó. Ehipasiko, opanayiko. Thì liền là pachatang viditapo vinyuhi. Thì liền là người đó thấy ra liền. Thấy ra ngay tại đó liền. Đó. Thấy ra cái thợ này, thấy ra cái đi này, thấy ra cái đang nhai này, đang ăn này, đang đi cầu này, đang đi tiệu này. Tất cả những cái đó, đó đều bao hàm là tập đế, khổ đế hay đào đế, diệt đế trong đó. Đang đi cầu là tập đế, khổ đế hay đang đi cầu là đào đế, diệt đế. Đang ăn là đào đế, diệt đế hay là đang ăn là tập đế, khổ đế. Đang đi là tập đế, khổ đế hay là đang đi là đào đế, diệt đế. Phải ngay đó sanditiko akaliko. Không phải là tu để cho một tương lai nào khác. Đó. Kính thưa Thầy, thưa đại chúng, con rất muốn nói lời tri ân sâu sắc tới Thầy, tới quý sư cô. Quý sư, quý cô, tu nữ, các chú công quả và các thiền nguyện viên. Nhưng vì khả năng ăn nói không có nên con xin được chia sẻ vài câu kệ. Con xin phép đầu ạ. Bài kệ đi bát. Đặt bát đi mọi người. Bát đầy rồi bát vơi. Chỉ còn lại tình người không bao giờ thay đổi. Kệ hành thiền ạ. Những bước chân hành thiền quanh tụ đình bảo tháp, con thấy từng nhịp chân bước đi không vội vã, tiếng trội sáng quét lá của các thiền nguyện viên, những việc làm không tên lặng thầm mà ấm lạ. Còn mấy câu thơ sao ạ? Bảo tháp tụ đình uy nghiêm tráng lệ, thấy chúng con nhỏ bé vô cùng, ơn của thầy, ơn của sư tổ Hồ Tông vẫn sáng mãi trên con đường chánh pháp. Con xin hết ạ. Con xin chúc sư ông mạnh khỏe ạ. Xà thú, xà thú. Hay quá. Dạ, bạch sư ông ạ. Con xin hỏi sư ông về vấn đề tu tập. Như con thì là một... Con muốn hỏi về vấn đề tu tập của những người trẻ. Như con thì hiện tại đang thực tập sống... trọn vẹn và tỉnh thức, nhưng mà cái vấn đề về cái hoàn cảnh xung quanh ấy thì nó có quan trọng hay không, hay cái môi trường ấy? Tại vì con thấy là khi mà con đến những cái môi trường như thiền viện hay những ngôi chùa, hay gặp những anh chị hay những người bạn đồng tu, thì con có thể sống trọn vẹn nó dễ dàng hơn. Còn những khi con gặp những hoàn cảnh như con khi ở như môi trường chỗ làm hay là những môi trường khác ấy, thì con hay bị quên mình. Con xin hết ạ. Như vậy là mình phải hiểu ngược lại. Mình phải hiểu ngược lại là cái khi mà mình ở trong cái điều kiện thuận lợi thì lúc đó mình mới là chánh niệm tỉnh giác được. Như vậy là chánh niệm tỉnh giác yếu. Còn cái chánh niệm tỉnh giác mà lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác được, dù là hoàn cảnh nào, thì lúc đó mới là chánh niệm tỉnh giác mình. Vì vậy ở đây mình phải lưu ý thế này. Mình cứ chánh niệm tỉnh giác thôi.
mình cứ lo chánh niệm tỉnh giác thôi, tức là mình chỉ lo sáng thường sáng suốt rõ biết vậy thôi. Còn cái chính cái hoàn cảnh á, chính cái hoàn cảnh ở trong những hoàn cảnh càng phức tạp chừng nào á, thì mình lại càng là giúp cho cái chánh niệm tỉnh giác đó nó vững vàng hơn. Cũng giống như bây giờ như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ một người mới tập lướt sóng á, thì họ muốn là sóng vừa để cho họ tập cho nó dễ. Nhưng mà cái người mà lướt sóng giỏi á, thì họ phải lướt sóng trên cái sóng mà thật là cao, họ mới giữ được cái thăng bằng trên đó. Vậy thì tất cả mọi cái hoàn cảnh ở giữa đời đó là để giúp mình giữ cái thăng bằng đó. Mà cái thăng bằng đó thì cái cách giữ thăng bằng đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tức là luôn luôn mình là thường là mình sáng suốt rõ biết cái đang là. Thì cái đang là do mình như thế này nè. Thật ra khi mình ở trong yên tĩnh á, mình tưởng đâu là mình ở trong yên tĩnh là mình đã chánh niệm tỉnh giác được. Trên thực tế là cái chánh niệm tỉnh giác đó nó rất yếu. Còn cái khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh mà khó khăn rồi này kia đó, thì mình lại là không chánh niệm tỉnh giác được. Nhưng mà trên thực tế là thế này, cái hoàn cảnh đó, cái hoàn cảnh mà nó khó khăn đến với mình đó, là tại vì mình vẫn còn bị kẹt vào một cái chỗ. Là mình cứ nghĩ rằng là chánh niệm tỉnh giác là phải được yên tĩnh. Tức là cái mục đích của mình là chánh niệm tỉnh giác là để được yên tĩnh, để được an lạc, để được như thế nào đó. Cho nên mình thấy là mình ở trong điều kiện mà yên tĩnh, cái này mình thấy là nó an lạc, thành ra mình thích. Nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác là nó không có đòi hỏi cái điều kiện, không có đòi hỏi cái hoàn cảnh, mà là thí dụ như bây giờ này, khi mình ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn thì tâm mình dao động, thì chánh niệm tỉnh giác là biết là đang dao động, chứ đâu có bắt mình là phải là đừng dao động. Như vậy khi mình ở trong môi trường này thì mình thấy là mình ít dao động, nhưng mà ở trong môi trường kia thì mình thấy là mình dao động. Mình thấy trong không dao động thì mình lại là thấy dễ hơn, nhưng mà trong dao động thì mình muốn là đừng dao động, cho nên mình lại không thấy dao động. Cho thực ra là ở trong đó mình sẽ thấy khổ hơn, thậm chí là ở trong cái môi trường đó mình thấy vô thường, khổ, vô ngã nhiều hơn. Còn trong cái môi trường mà mình dễ dàng thì mình coi chừng là bị rơi vào là không thấy vô thường nữa, không thấy khổ nữa, và là mình thấy là mình đang được cái gì đó. Thành ra có chừng là mình rơi vào một tình trạng là không thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên ở đây đó, khi đến đây đó, không phải là để mình ở trong hoàn cảnh này là mình thấy được an lạc, cho nên mình lại đâm ra thích. Cái đó là sai. Mà là mình đến đây để mà biết cái cách sáng suốt rõ biết mình như thế nào. Khi mình biết cách rõ biết sáng suốt mình như thế nào rồi á, thì bắt đầu mình trở ra ngoài bên ngoài đó, mình mới thực sự là thực tập á. Cũng giống như bây giờ mình đi học lái xe, ban đầu là mình lái trong một cái chỗ công viên hay cái chỗ nào đó cho nó dễ đó. Nhưng mà khi mà đã lái xe được rồi á, thì không thể nào mà nói rằng là tôi không có ra ngoài mấy cái chỗ mà xe đông đảo, tôi không có đi ngoài đó, tôi đi cái chỗ nào mà đường là vắng đi cho nó yên. Thì như vậy làm sao mà lái giỏi được. Mà chính là ở trong cái lúc mà đường xá mà khó khăn, xe cổ đồ nhiều đó mà đi được nó mới giỏi nhá.
Cho nên ở đây chỉ là thực tập để biết thế nào là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi. Còn khi mình ứng dụng cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó ở trong, ở ngoài thực tế ngoài đời mới là bản lãnh, tạm thời mình nói bản lãnh, tức là mới là cũng giống như lái xe đó, tức là phải lái xe ngoài đường, ngoài cái chỗ đường trường hoặc là những chỗ mà cái xe cổ nhiều chẳng hạn, đông đúc rồi đấy, thì lúc đó mình mới là cái khả năng mà lái xe mới là giỏi. Thì ở đây á, nó có hai cái trường hợp thế này thôi. Có những cái là nó thuận lợi cho cái việc mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà đó là một giai đoạn đầu. Có bốn giai đoạn. Giai đoạn là mình chỉ chánh niệm tỉnh giác khi nào mà mình thấy có lợi ích, thế nào mà lúc nào mình thấy có an lạc, thấy có cái gì đó mình mới là chánh niệm tỉnh giác. Đó là giai đoạn đầu. Bởi vì không ai mà nói là tôi vô tu chánh niệm tỉnh giác để tôi cực khổ, không ai nói, không ai thích như vậy. Cho nên lúc đầu là chánh niệm tỉnh giác mà được an lạc là nó thích cái đã. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai á, thì chánh niệm tỉnh giác ở trong điều kiện thuận lợi. Trường hợp thứ ba đó là chánh niệm tỉnh giác trong mọi hoàn cảnh. Và trường hợp thứ tư đó là không cần chánh niệm tỉnh giác nữa, nó vẫn từ chánh niệm tỉnh giác. Tức là lúc đó mình không cần phải là dùng tấm chánh niệm tỉnh giác gì cả. Mình cứ sống hoàn toàn bình thường mà lúc nào nó vẫn chánh niệm tỉnh giác, là lúc đó chánh niệm tỉnh giác đã trở thành hoàn toàn tự nhiên. Đó. Rồi, bây giờ như vậy thôi, chắc nghĩ đi cái đã, rồi mai là tính sau. Y đằng nô nhân tì nàng ô tu su khi ta ô tu nha ta vô. Y đằng nô nhân tì nàng ô tu su khi ta ô tu nha ta vô. Y đằng nô nhân tì nàng ô tu su khi ta ô tu nha ta vô. Y đằng Bát tha mê bổn nhân a sa va kha ya